Vâng, và xin chào toàn thể anh em audio đã lại quay lại với Phạm Thức Audio trong ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7. Ngày hôm nay trong video test chiếc EQ Victor CA50 cho một anh Minh, anh ở Hải Châu, Đà Nẵng. Chiếc quai này phải nói là rất đẹp, siêu xuất sắc. Hiếm có một sản phẩm nào đẹp hơn như này. Các cái chữ in của nó rất đẹp này. Đây. Và yêu cầu của anh là lấy con nắp. Ok. Đấy. Con này thì em xin báo với anh em là giá là 4 triệu 3. Và em đã nhận cọc của anh ấy là 500k. Đấy. Nắp zin. Sản phẩm đây. Đó, đằng sau cũng thế. Nhưng cũng như đằng trước. Đẹp. Không chê được một điểm gì. Nhờ. Hàm em vẫn còn nhá. Còn hai chiếc nữa không nắp. Giá là 4 triệu 2 một chiếc. Giá là 4 triệu 2 một chiếc. Đây còn 2 chiếc nha. Mặt sáng bong soi gương luôn. Vâng, và trong video ngày hôm nay test đến quý vị các bạn, mời anh em cùng nghe một ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm do nam ca sĩ Tuấn Anh thể hiện. Em cũng là một trong số những người rất thích nghe giọng hát của anh ấy. Giọng hát rất nồng, nàn, ấm áp và đầy si xoẹt. Một con người xứng đáng chức nghệ sĩ. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi bên. Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Đây mới là những ca sĩ đích thụ để có thể hát được những bài hát này. Rồi, thank you anh em đã xem ủng hộ kênh và thank you anh Minh đã ủng hộ kênh bên em. Rồi bây giờ đến tiết mục đóng gói cho bác thôi. Xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại anh em.